Đừng tốn tiền đi viện, cứ ăn 3 bộ phận này của lợn, bệnh tật tiêu tan, sạch gan sạch ruột, tăng 10 năm tuổi thọ. Quý vị khán thính giả thân mến, thịt lợn là nguyên liệu phổ biến trong bữa cơm gia đình, nhưng phần nào chứa nhiều dinh dưỡng nhất và phần nào thơm ngon nhất thì không phải ai cũng biết. Theo các chuyên gia, khi đi mua thịt lợn, việc lựa chọn bộ phận thịt ngon cũng là một điều hết sức quan trọng. Nhiều người khi nhắc đến thịt lợn thường nghĩ tới thịt ba chỉ hay xương ống để hầm cháo. Trên thực tế thì giá trị dinh dưỡng của các bộ phận này còn thấp hơn nhiều so với những bộ phận khác. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Ăn Sạch Sống Khỏe xin được chia sẻ đến cô bác 5 bộ phận bổ nhất của con lợn mà các chuyên gia khuyên chúng ta nên ăn thường xuyên. Đừng tốn tiền đi viện, cứ ăn 3 bộ phận này của lợn, bệnh tật tiêu tan, sạch gan sạch ruột, tăng 10 năm tuổi thọ. Trước khi tìm hiểu 5 bộ phận siêu bổ dưỡng của lợn, xin mời cô bác tìm hiểu về những lợi ích và thành phần dinh dưỡng có trong thịt lợn nhé. Chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết. Hàm lượng protein của thịt lợn nạc nấu chín là khoảng 26% trọng lượng tươi. Khi khô, hàm lượng protein của thịt lợn nạc có thể lên tới 89%, làm cho nó trở thành một trong những nguồn protein giàu dinh dưỡng nhất. Thực phẩm này cũng chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu, cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển cơ thể của cô bác. Vì lý do này, ăn thịt lợn hoặc các loại thịt khác có thể đặc biệt có lợi cho người tập thể hình, vận động viên phục hồi, người sau phẫu thuật hoặc những người khác cần phát triển cơ bắp. Hơn nữa, thịt lợn là một nguồn phong phú của nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm thiamin. Không giống như các loại thịt đỏ khác, chẳng hạn như thịt bò và thịt cừu, thịt lợn đặc biệt giàu thiamin, một trong những vitamin B có vai trò thiết yếu trong các chức năng cơ thể khác nhau. Chứa nhiều vitamin và các khoáng chất. Thịt lợn là một nguồn phong phú của nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm thiamin. Không giống như các loại thịt đỏ khác, chẳng hạn như thịt bò và thịt cừu, thịt lợn đặc biệt giàu thiamin, một trong những vitamin B có vai trò thiết yếu trong các chức năng cơ thể khác nhau. Kẽm, một khoáng chất quan trọng có nhiều trong thịt lợn. Kẽm rất cần thiết cho một bộ não khỏe mạnh và hệ miễn dịch. Vitamin B12 hầu như chỉ được tìm thấy trong thực vật có nguồn gốc động vật. Vitamin B12 rất quan trọng đối với sự hình thành máu và chức năng não. Thiếu vitamin này có thể gây thiếu máu và tổn thương tế bào thần kinh. Vitamin B6 Vitamin B6 quan trọng đối với sự hình thành của các tế bào máu đỏ. Duy trì cơ bắp. Giống như hầu hết các loại thực phẩm động vật, thịt lợn là một nguồn protein chất lượng cao tuyệt vời. Do tác động tuổi tác, duy trì cơ bắp là một cân nhắc sức khỏe quan trọng. Không tập thể dục và chế độ ăn uống hợp lý, khối lượng cơ bắp bị thoái hóa một cách tự nhiên khi cơ bắp già đi. Một thay đổi bất lợi có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, liên quan đến tuổi tác. Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, suy giảm cơ bắp dẫn đến một tình trạng mức độ khối lượng cơ bắp rất thấp và giảm chất lượng cuộc sống. Hiện tượng này phổ biến nhất ở người lớn tuổi. Hấp thụ đủ chất lượng protein chất lượng cao có thể đẩy lùi quá trình thoái hóa cơ liên quan đến tuổi tác, làm giảm nguy cơ mắc bệnh Sarcop. Ăn thịt lợn hoặc các thực phẩm giàu protein khác là một cách tuyệt vời để đảm bảo đủ lượng protein chất lượng cao có thể giúp duy trì khối lượng cơ bắp. Cải thiện hiệu suất tập thể dục. Tiêu thụ thịt không chỉ có lợi cho việc duy trì khối lượng cơ bắp, mà còn có thể cải thiện chức năng cơ bắp và hiệu suất thể chất. Bên cạnh việc giàu protein chất lượng cao, thịt lợn chứa nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh có lợi cho cơ bắp của cô bác. Chúng bao gồm taurin, creatine và beta-alanin. Beta-alanin là một axit amin mà cơ thể cô bác sử dụng để sản xuất carotene, rất quan trọng đối với chức năng cơ bắp. Trên thực tế, mức độ cao của carotene trong cơ bắp của con người
có liên quan đến việc giảm mệt mỏi và cải thiện hiệu suất thể chất. Quay lại với chủ đề chính, sau đây sẽ là 5 bộ phận đại bổ của thịt lợn mà người bán thịt không muốn cho ai biết. 1. Đuôi lợn. Đuôi lợn là một trong những phần bổ dưỡng nhất. Cũng vì một con lợn chỉ có một chiếc đuôi, nên nhiều người đi chợ muộn sẽ không kịp mua chúng. Báo Phụ Nữ Việt Nam dẫn lời Lương Y Đa Khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông Y Hà Nội cho biết, theo y học cổ truyền, đuôi lợn có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết, hỗ trợ chứng thận hư, liệt dương, xuất tinh sớm. Từ nguyên liệu là đuôi lợn, chúng ta có thể làm nên nhiều món ăn, bài thuốc có tác dụng chữa đau lưng, mệt mỏi, ù tai. Các món ăn có tác dụng trị bệnh từ đuôi lợn có thể nói đến là canh đuôi lợn với lạc, canh hạt dẻ đuôi lợn, canh đuôi lợn nấu cùng đào và lạc. Theo nghiên cứu y học, phần đuôi lợn có chứa chủ yếu là phần da, chứa nhiều collagen, elastin, keratin, albumin, globulin. Đây đều là các chất có tác dụng tăng tính đàn hồi của da, chống lão hóa da, bảo vệ làn da trước sự tấn công của môi trường. 2. Thịt đùi trước của lợn. Báo Vietnamnet dẫn nguồn trang Sohu cho biết, thịt đùi trước của lợn là phần ngon nhất mọi người nên mua. Bởi thịt đùi chân trước rất mềm, hương vị thơm ngon, dù chế biến theo cách nào thì chất lượng thịt cũng không hề giảm đi. Điều này do tần suất chuyển động của hai chân trước của lợn tương đối lớn. Vì vậy, thịt sẽ không tích nhiều mỡ. Ăn thịt đùi trước giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể, tăng cường canxi, cung cấp collagen cho xương, da, tóc và móng, đồng thời cải thiện hệ miễn dịch. 3. Thịt vai. Thịt vai là phần nạc xen lẫn vài miếng mỡ mỏng, trông giống như hoa mận nên được gọi là thịt lợn hoa mận. Hương vị của thịt vai tươi và mềm, không hề béo, dù dùng để ăn lẩu hay chiên đều rất ngon. Hàm lượng dinh dưỡng của thịt vai cao, đặc biệt là protein, lipid, chất béo và các khoáng chất cần thiết để phát triển cơ thể, giúp cô bác khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, thịt vai heo có các vitamin nhóm B tương đối cao, giúp chúng ta dễ tập trung hơn, và vitamin khi được bổ sung đầy đủ sẽ chuyển hóa thành gluco phát triển cơ bắp. Việc chế biến và sử dụng thịt heo lành mạnh là món ăn không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của chúng ta. 4. Thịt giải lợn. Có không ít người bán hàng đã ví phần thịt giải là phần ngon nhất, thơm nhất của con lợn. Không những vậy, mỗi con chỉ có một miếng, nên nhiều khi họ không muốn đem bán mà muốn giữ lại để ăn. Thịt giải chính là phần thịt gần với tim lợn, có chức năng ngăn cách các mô của khoang ngực và khoang bụng, giúp bảo vệ tim. Thịt giải dù là món nướng, kho hay luộc cũng đều mềm thơm, bên trong dai giòn, không hề bị khô. Phần thịt giải heo chứa protein chất lượng cao, giúp cho cơ thể phát triển cơ bắp, tăng cường sức đề kháng, tái tạo mô và tế bào cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, trong phần thịt giải heo còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe như vitamin A, D. 5. Xương lưỡi liềm. Những người sành ăn nhất định rất thích mua xương lưỡi liềm vì chúng rất giòn, mềm, ngọt. Phần xương này có hình cong vát tương tự hình lưỡi liềm nên được gọi là xương lưỡi liềm. Xương lưỡi liềm là phần ngon nhất của con lợn, nằm ở phần chân trước của lợn. Nó là nơi kết nối giữa xương ống và xương quạt. Do đó, số lượng rất có hạn, chỉ những ai sành ăn mới biết để mua. Thậm chí nhiều người bán hàng còn cố tình giữ lại không bán để mang về nhà ăn. Xương lưỡi liềm chủ yếu là sụn nên ăn rất giòn, mềm, ngọt. Hơn nữa, phần này rất giàu collagen, canxi, protein và vitamin. Rất tốt cho việc bảo vệ sức khỏe xương khớp, tăng cường thể lực, đặc biệt phụ nữ có sức khỏe yếu. Muốn làm đẹp da thì càng nên ăn phần thịt này. Trên đây là 5 bộ phận bổ nhất của con lợn. Hãy thường xuyên mua những phần thịt lợn này cho gia đình thưởng thức nhé! Thịt lợn là loại thực phẩm rất quen thuộc trong mỗi bữa ăn gia đình, nhưng không phải những người đứng bếp nào cũng biết chế biến thịt lợn đúng cách.
dễ mắc những sai lầm khi ăn thịt lợn, có thể gây hại cho sức khỏe. Chân thịt heo không rửa trước khi luộc. Nhiều cô bác vẫn lựa chọn phương pháp chân thịt vì cho rằng như thế sẽ loại bỏ vi khuẩn bám trên thịt. Thế nhưng theo bác sĩ Hoàng Thị Thúy Hà, Viện Dinh dưỡng Lâm sàng, thịt khi chưa được rửa sạch mang đi trần sẽ làm các thớ thịt co lại, ngậm nhiều vi khuẩn và chất bẩn hơn. Tốt nhất cô bác nên rửa với muối và rửa sạch qua nhiều lần nước trước khi chế biến. Bảo quản thịt trong ngăn lạnh quá lâu. Các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng chúng ta không nên bảo quản các loại thịt gia cầm, nhất là thủy sản, trong ngăn lạnh quá 2 ngày. Với các loại thịt thì không nên quá 5 ngày. Việc bảo quản thịt trong tủ lạnh quá lâu dễ dẫn đến sự phát triển của các loại vi khuẩn, đồng thời làm mất đi chất dinh dưỡng trong thịt. Dùng thớt gỗ đã cũ, mòn. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, thớt gỗ là lựa chọn tốt nhất khi cô bác băm cũng như thái thịt. Tuy nhiên, một chiếc thớt gỗ sử dụng lâu ngày, bị mài mòn là nơi ẩn trú rất tốt của các loại vi khuẩn. Vì vậy, tốt nhất cô bác nên thay mới chiếc thớt gỗ đã mòn của gia đình. Nhớ là không dùng chung thớt cho thực phẩm sống và chín. Giã đông thịt lợn bằng nhiệt độ phòng. Đa số chị em khi muốn giã đông thịt thường lấy thịt đông lạnh từ trong ngăn đá, bỏ ra ngoài nhiệt độ phòng. Thậm chí một số người mất kiên nhẫn còn có cách ngâm thịt trong nước nóng. Cách làm này vô tình tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Các loại thực phẩm đông lạnh như thịt, cá khi tiếp xúc với nhiệt độ từ 4 độ đến 60 độ C sẽ rất dễ bị ôi thiêu. Luộc thịt heo quá kỹ. Các mẹ vẫn luôn cho rằng thịt luộc chín kỹ tốt cho sức khỏe. Nhưng các chuyên gia sức khỏe cho biết, thịt luộc trong thời gian dài, các axit amin, creatinin, đường và các hợp chất vô hại trong thịt chuyển hóa thành các axit amino aromatic. Trong 12 hợp chất axit amino aromatic, có đến 9 hợp chất có khả năng gây ra ung thư. Do đó, tốt nhất các mẹ chỉ nên luộc thịt vừa chín mềm, đồng thời vớt bỏ đi lớp bọt đầu tiên khi thịt tiết ra. Chọc đũa và lật thịt liên tục. Chọc đũa là cách các mẹ vẫn truyền tay nhau để kiểm tra thịt chín. Tuy nhiên, cô bác đừng quá vội vàng mà chọc đũa và lật thịt liên tục. Bởi như thế, chất ngọt trong thịt sẽ liên tục tiết ra ngoài, làm thịt khô và mất đi vị ngon vốn có. Khi luộc thịt, chờ sau khi nước sôi 5 phút, hẵng chọc đũa để xem thịt chín chưa. Nếu thịt chưa chín thì luộc thêm 5 phút nữa là được. Khi chiên, cô bác chờ cho thịt vàng một mặt rồi mới bắt đầu lật, hay khi kho thịt, chờ mặt thịt săn lại rồi mới lật mặt. Thêm nước lạnh khi luộc. Chẳng may trong quá trình luộc thịt, nước cạn đi nhiều. Rất nhiều cô bác vô tư thêm nước lạnh vào nồi luộc thịt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì việc này không hề tốt, bởi thêm nước lạnh trong khi thịt ở nhiệt độ cao làm các protein, chất béo từ thịt kết tủa, co cứng, làm mất đi vị ngon và chất dinh dưỡng từ thịt. Nếu thêm nước khi luộc, tốt nhất cô bác nên dùng nước sôi để tránh tình trạng này xảy ra. Ăn nhiều thịt mỡ. Trên thực tế, thịt nạc chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn so với thịt mỡ. Tuy nhiên, nhiều người lại thích ăn thịt mỡ hơn. Trong thịt mỡ chứa khá nhiều axit béo và việc tiêu thụ thường xuyên loại thịt này có thể làm tăng mỡ trong cơ thể. Về lâu dài, hàm lượng lipid trong máu sẽ tăng cao, có thể dẫn đến các vấn đề về tim mạch và mạch máu não. Ăn nhiều thịt nhưng lại ăn ít rau trong các bữa chính. Việc tập trung vào các món từ thịt mà không bổ sung chất xơ từ rau củ hoặc trái cây sẽ khiến cơ thể của cô bác dư thừa protein. Điều này dẫn đến những ảnh hưởng về cân nặng, dẫn đến tình trạng táo bón, hay nguy hiểm hơn là làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Thường xuyên mua thịt chế biến sẵn về ăn. Khi mua thịt, cô bác nên chọn những miếng thịt tươi ngon, chưa qua chế biến. Bởi theo Phó Giáo sư Ninh,
những loại thịt đã chế biến, tẩm ướp ngoài hàng chứa hàm lượng muối khá cao. Bên cạnh đó, thịt chế biến sẵn cũng dễ tạo ra nitrit, một hợp chất mà khi kết hợp với protein có thể tạo thành nitrosamin dẫn đến ung thư. Ăn tiết canh. Tiết của lợn nếu ăn chín sẽ không sao, nhưng rất nhiều người có sở thích ăn tiết canh. Nếu lợn nhiễm khuẩn Streptococcus pyogenes, kể cả lợn bệnh và lợn lành mang trùng không phát bệnh, trong máu lợn sẽ chứa một lượng lớn vi khuẩn. Khi ăn tiết canh lợn chưa được nấu chín, thì liên cầu khuẩn từ thức ăn sẽ xâm nhập vào cơ thể người và gây bệnh. Ở Việt Nam, trên 70% bệnh nhân mắc lợn liên cầu khuẩn lợn là do ăn tiết canh lòng lợn. Người nhiễm bệnh có triệu chứng viêm não, xuất huyết, viêm phổi, viêm cơ tim và viêm khớp, tỷ lệ tử vong khoảng 7%. Ăn gan lợn vì nghĩ trong gan nhiều chất dinh dưỡng. Gan lợn luộc được biết đến là bộ phận chứa nhiều dinh dưỡng như đạm, vitamin A, B, D, nicotinic và acid folic. Đặc biệt, vitamin A trong gan lợn cao gấp nhiều lần so với thịt, cá, trứng, sữa. Bởi vậy, nhiều người ưa chế biến gan cho trẻ nhỏ, người già, người ốm mà không biết rằng gan là bộ phận chuyển hóa và đào thải chất độc trong cơ thể lợn. Nên tại bộ phận này cũng tập trung nhiều chất cặn bã, mầm bệnh cùng một hàm lượng độc tố nhất định. Trong gan cũng nhiều ký sinh trùng như sán, virus gây bệnh. Vì thế khi mua gan nên chú ý lựa chọn gan có màu sắc tươi đặc trưng, không có đốm trắng, đỏ hay màu sắc bất thường. Trước khi chế biến nên ngâm gan trong sữa tươi 30 phút để giúp tẩy mùi hôi và độc tố trong gan. Ăn ốc lợn vì ăn gì bổ nấy. Ốc giàu niacin, phosphorus, B12 và vitamin C. Tuy nhiên theo thống kê, cứ 100g ốc lợn có tới 2.500mg cholesterol, tức là gấp 8 lần nhu cầu cholesterol của một người một ngày. Khi đó, thực phẩm này không giúp phát triển trí thông minh như nhiều người lầm tưởng, mà còn gây béo phì cho người ăn, nhất là trẻ nhỏ, người rối loạn mỡ máu, tim mạch. Còn chất đạm trong ốc lợn chỉ có 9g trên 100g, thấp hơn rất nhiều so với các phần khác như thịt nạc. Quý vị và cô bác thân mến, hy vọng rằng với những thông tin về 5 bộ phận đại bổ của lợn mà kênh Ăn Sạch Sống Khỏe đã chia sẻ ở trên đây thì có thể giúp cô bác cải thiện được sức khỏe của bản thân và gia đình. Xin được cảm ơn cô bác đã luôn chú ý theo dõi chương trình. Xin kính chào, hẹn gặp lại cô bác ở những chương trình tiếp theo để chúng ta cùng nhau bàn luận, tìm hiểu về dinh dưỡng và sức khỏe nhé.